Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Bóng Đá Mơ. Rất vui khi được gặp lại các bạn. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính có trong video ngày hôm nay. UAE Việt Nam và UAE Campuchia đại tiệc bàn thắng. UAE Việt Nam thắng đậm UAE Campuchia với màn thể hiện tương đối đẳng cấp, gần như một màn tập luyện cho UAE trước trận chung kết với UAE Indonesia. Sự có mặt của Hùng Dũng, Đức Chinh, Tiến Linh hay Đoàn Văn Hậu thực sự mang đến cho UAE Việt Nam một luồng gió mới. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đẳng cấp của những cầu thủ này nhanh chóng giúp đội nhà lấn lướt, đồng thời không cho UAE Campuchia bất kỳ cơ hội nào phản kháng. Cầm được bóng, tấn công mạch lạc và đa dạng đã giúp UAE Việt Nam có được bàn thắng vào lưới UAE Campuchia một cách vô cùng dễ dàng, bất chấp đội bóng áo trắng luôn tập trung với số đông phần sân nhà cũng như trước cầu môn. Không chỉ tỏ ra hiệu quả hơn trong các đợt tấn công, lối chơi pressing mạnh mẽ, hiệu quả mà UAE Việt Nam thể hiện cũng là rất thuyết phục để rồi như đã nói, UAE Campuchia gần như chỉ có thể cố gắng hạn chế bàn thua mà thôi. Trận thắng của UAE Việt Nam càng thuyết phục hơn, đồng thời khiến giới chuyên môn hài lòng ở chỗ, dù huấn luyện viên Park Hang-seo liên tục thay đổi sơ đồ chiến thuật hay cháo vị trí ở từng thời điểm cho một số cầu thủ trụ cột, nhưng mọi thứ vẫn được vận hành một cách tương đối trơn tru. Tận dụng tốt cơ hội ghi bàn, đồng thời phần lớn các cầu thủ nhân sân thích nghi nhanh được với những thay đổi dồn dập từ chiến lược gia người Hàn Quốc, rõ ràng chiến thắng trước Campuchia là vô cùng thuyết phục. Đè bẹp UAE Campuchia, UAE Việt Nam vào chung kết SEA Games 30. Chiến thắng của UAE Việt Nam trước UAE Campuchia khá dễ dàng, Đức Chinh là Patrick và bàn thắng còn lại được ghi bởi Tiến Linh. Giành vé chung kết, UAE Việt Nam sẽ gặp lại UAE Indonesia để tranh huy chương vàng SEA Games 30. UAE Campuchia nhập cuộc nhanh với việc đẩy cao đội hình tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi đó, UAE Việt Nam nhập cuộc rất bình tĩnh. Sự hưng phấn của các cầu thủ UAE Campuchia không duy trì được lâu. Chỉ sau vài phút thi đấu, UAE Việt Nam đã đẩy lùi đối thủ. Hàng thủ của UAE Campuchia sớm bộc lộ sự yếu kém. Phút thứ 19, Tiến Linh đánh đầu tung lưới của UAE Campuchia mở tỷ số sau đường tạt bóng của Đức Chinh. 6 phút sau, Đức Chinh đã nhân đôi cách biệt sau một pha bứt tốc và dứt điểm gọn gàng. Trước khi hiệp 1 khép lại, UAE Việt Nam có được bàn thắng thứ 3, Đức Chinh vẫn là người ghi bàn. Có được 3 bàn thắng sau hiệp 1, huấn luyện viên Park Hang-seo chủ động thay người nhằm giữ chân cầu thủ cho trận chung kết. Dù không tấn công mạnh mẽ nhưng UAE Việt Nam có được bàn thắng thứ 4 ở phút thứ 68, Đức Chinh đã hoàn thành hat-trick. Trong những phút bù giờ, UAE Campuchia có quả phạt đền nhưng Sóc Phèn không thể thắng Văn Toản từ chấm 11m để ghi bàn danh dự cho đội bóng xứ chùa tháp. Như vậy, UAE Việt Nam vào chung kết gặp lại UAE Indonesia để tranh huy chương vàng, còn UAE Campuchia sẽ gặp lại UAE Myanmar để tranh huy chương đồng. Cả hai trận đấu đều diễn ra vào ngày 10 tháng 12. Huấn luyện viên UAE Indonesia: chúng tôi không ngán bất cứ đội nào ở chung kết. Giành thắng lợi 4-2 trước Myanmar ở bán kết, UAE Indonesia lọt vào chung kết nội dung bóng đá nam SEA Games 30. Và huấn luyện viên Indra Syafri của đội bóng xứ vạn đảo sớm tuyên bố Indonesia không e ngại bất kỳ đội nào ở trận tranh huy chương vàng, kể cả đội tuyển UAE Việt Nam. Sau trận thắng Myanmar, huấn luyện viên Indra Syafri của Indonesia nói: các cầu thủ đã có trận đấu rất hay để đưa Indonesia vào chung kết. Hôm nay, họ đã thể hiện phong độ rất cao, nỗ lực tuyệt vời trên sân. Chúng tôi sẵn sàng đối diện với mọi đối thủ ở trận chung kết. Chúng tôi không e ngại đội nào cả, ông Indra Syafri nói thêm. Ngoài ra, ông Indra Syafri cũng đánh giá lại phong độ của UAE Indonesia suốt từ đầu giải. Chúng tôi giải quyết từng trận đấu rất tốt, càng ngày chúng tôi càng chơi tốt hơn, đội bóng ngày một hoàn thiện. Tôi không chọn đối thủ cho trận chung kết, vì đội nào Indonesia cũng sẵn sàng để đối đầu. Riêng về chuyện có gặp Việt Nam ở chung kết hay không thì phải xem họ có vượt qua được vòng bán kết không đã. Tôi chúc họ may mắn. Huấn luyện viên Indra Syafri bên phía đội bóng xứ vạn đảo nói như thế khi được hỏi về khả năng tái ngộ UAE Việt Nam ở chung kết. Ở vòng bảng, UAE Việt Nam từng thắng Indonesia 2-1, nhưng có vẻ huấn luyện viên Indra Syafri không lo ngại về trận đấu đã qua, mà Indonesia là đội nhận thất bại. Ông Indra Syafri cũng tránh nói về vai trò của các cá nhân bên phía Indonesia. Tôi không muốn nói về bất cứ cầu thủ nào cả, chỉ nói rằng đội của tôi là một khối thống nhất, toàn đội đã chơi tập trung để giành chiến thắng. Bóng đá Indonesia đang có những bước phát triển rất tốt. Thành tích ngày hôm nay đánh dấu bước trưởng thành của các cầu thủ. Hàng phòng ngự có một số sai lầm trong trận bán kết, nhưng tôi không muốn nói nhiều về các sai lầm của họ nữa, vị huấn luyện viên trưởng đội UAE xứ vạn đảo nhấn mạnh. Trong khi đó, huấn luyện viên Elimo Popov của UAE Myanmar buồn bã sau trận đấu. Chúng tôi đã cố gắng hết mức có thể, nhưng Indonesia là đội mạnh hơn. Tôi rất tiếc khi thất bại, nhưng hài lòng về những gì mà cầu thủ đã thể hiện. Họ đã chiến đấu rất nỗ lực. Trong giờ thi đấu chính thức, chúng tôi bị dẫn trước và gỡ hòa được, nhưng trong hiệp phụ, chúng tôi không thể thực hiện lại điều đó. Trận tới chúng tôi vẫn sẽ cố gắng để giành huy chương đồng, ông Popov nói thêm.
Trận tranh huy chương đồng và trận tranh huy chương vàng đều diễn ra vào ngày 10 tháng 12 trên sân Rizal Memorial tại Manila, Philippines. Các cặp đấu này sẽ được xác định sau trận bán kết giữa U22 Việt Nam và Campuchia tối nay. Huấn luyện viên Indonesia mong U22 Việt Nam may mắn để vào chung kết. Huấn luyện viên Indra Syafri rất vui mừng sau khi U22 Indonesia vào chung kết, đồng thời chúc U22 Việt Nam gặp may mắn để vượt qua U22 Campuchia trong trận bán kết còn lại tại SEA Games. Xuất hiện trong buổi họp báo với khuôn mặt rất vui sau khi U22 Indonesia thắng Myanmar 4-2 để giành vé vào chung kết SEA Games, huấn luyện viên Indra Syafri nói: "Đây là trận đấu rất kịch tính. Chúng tôi đã chủ quan sau khi dẫn 2 bàn, nhưng sau đó đã sốc lại tinh thần trong hiệp phụ. U22 Indonesia sẵn sàng đối đầu với bất kỳ đối thủ nào ở chung kết SEA Games. Tôi nghĩ Việt Nam hay Campuchia cũng đều là đối thủ cho chúng tôi ở chung kết. Cá nhân tôi chúc U22 Việt Nam may mắn ở trận bán kết. Điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá. Tôi chỉ muốn nói các cầu thủ đã chơi tốt và nỗ lực hết mình. Tôi cần sự ủng hộ từ người hâm mộ Indonesia cho đội tuyển trong trận đấu cuối cùng của giải. Thứ bóng đá chúng tôi trình diễn sẽ là niềm tự hào của cả Indonesia. Tôi sẵn sàng ngồi vào ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia." Trong khi đó, huấn luyện viên Velisa Popov của U22 Myanmar thất vọng nói: "Đây là trận đấu hấp dẫn cống hiến cho người hâm mộ. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình, nhưng Indonesia là đội tốt hơn và xứng đáng vào chung kết. Chúng tôi đã có những thời điểm chơi tốt và tạo nhiều khó khăn cho đối thủ. Không có gì phải xấu hổ. Tôi tự hào và hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Đây là giải đấu mà các cầu thủ Myanmar đã chơi tốt và nỗ lực đến phút cuối." Huấn luyện viên U22 Indonesia: "Chúng tôi không ngán bất cứ đội nào ở chung kết. Giành thắng lợi 4-2 trước Myanmar ở bán kết, U22 Indonesia lọt vào chung kết nội dung bóng đá nam SEA Games 30. Và huấn luyện viên Indra Syafri của đội bóng xứ vạn đảo sớm tuyên bố Indonesia không e ngại bất kỳ đội nào ở trận tranh huy chương vàng, kể cả đội tuyển U22 Việt Nam. Sau trận thắng Myanmar, huấn luyện viên Indra Syafri của Indonesia nói: "Các cầu thủ đã có trận đấu rất hay để đưa Indonesia vào chung kết. Hôm nay, họ đã thể hiện phong độ rất cao, nỗ lực tuyệt vời trên sân. Chúng tôi sẵn sàng đối diện với mọi đối thủ ở trận chung kết. Chúng tôi không e ngại đội nào cả," ông Indra Syafri nói thêm. Ngoài ra, ông Indra Syafri cũng đánh giá lại phong độ của U22 Indonesia suốt từ đầu giải. "Chúng tôi giải quyết từng trận đấu rất tốt, càng ngày chúng tôi càng chơi tốt hơn, đội bóng ngày một hoàn thiện. Tôi không chọn đối thủ cho trận chung kết, vì đội nào Indonesia cũng sẵn sàng để đối đầu. Riêng về chuyện có gặp Việt Nam ở chung kết hay không thì phải xem họ có vượt qua được vòng bán kết không đã. Tôi chúc họ may mắn." Huấn luyện viên Indra Syafri bên phía đội bóng xứ vạn đảo nói như thế khi được hỏi về khả năng tái ngộ U22 Việt Nam ở chung kết. Ở vòng bảng, U22 Việt Nam từng thắng Indonesia 2-1, nhưng có vẻ huấn luyện viên Indra Syafri không lo ngại về trận đấu đã qua, mà Indonesia là đội nhận thất bại. Ông Indra Syafri cũng tránh nói về vai trò của các cá nhân bên phía Indonesia. "Tôi không muốn nói về bất cứ cầu thủ nào cả, chỉ nói rằng đội của tôi là một khối thống nhất, toàn đội đã chơi tập trung để giành chiến thắng. Bóng đá Indonesia đang có những bước phát triển rất tốt. Thành tích ngày hôm nay đánh dấu bước trưởng thành của các cầu thủ. Hàng phòng ngự có một số sai lầm trong trận bán kết, nhưng tôi không muốn nói nhiều về các sai lầm của họ nữa," vị huấn luyện viên trưởng đội U22 xứ vạn đảo nhấn mạnh. Trong khi đó, huấn luyện viên Elimo Popov của U22 Myanmar buồn bã sau trận đấu: "Chúng tôi đã cố gắng hết mức có thể, nhưng Indonesia là đội mạnh hơn. Tôi rất tiếc khi thất bại, nhưng hài lòng về những gì mà cầu thủ đã thể hiện. Họ đã chiến đấu rất nỗ lực. Trong giờ thi đấu chính thức, chúng tôi bị dẫn trước và gỡ hòa được, nhưng trong hiệp phụ, chúng tôi không thể thực hiện lại điều đó. Trận tới, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng để giành huy chương đồng," ông Popov nói thêm. Trận tranh huy chương đồng và trận tranh huy chương vàng đều diễn ra vào ngày 10 tháng 12 trên sân Rizal Memorial tại Manila, Philippines. Các cặp đấu này sẽ được xác định sau trận bán kết giữa U22 Việt Nam và Campuchia tối nay. Huấn luyện viên Indonesia mong U22 Việt Nam may mắn để vào chung kết. Huấn luyện viên Indra Syafri rất vui mừng sau khi U22 Indonesia vào chung kết, đồng thời chúc U22 Việt Nam gặp may mắn để vượt qua U22 Campuchia trong trận bán kết còn lại tại SEA Games. Xuất hiện trong buổi họp báo với khuôn mặt rất vui sau khi U22 Indonesia thắng Myanmar 4-2 để giành vé vào chung kết SEA Games, huấn luyện viên Indra Syafri nói: "Đây là trận đấu rất kịch tính. Chúng tôi đã chủ quan sau khi dẫn 2 bàn, nhưng sau đó đã sốc lại tinh thần trong hiệp phụ. U22 Indonesia sẵn sàng đối đầu với bất kỳ đối thủ nào ở chung kết SEA Games. Tôi nghĩ Việt Nam hay Campuchia cũng đều là đối thủ cho chúng tôi ở chung kết. Cá nhân tôi chúc U22 Việt Nam may mắn ở trận bán kết. Điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá. Tôi chỉ muốn nói các cầu thủ đã chơi tốt và nỗ lực hết mình. Tôi cần sự ủng hộ từ người hâm mộ Indonesia cho đội tuyển trong trận đấu cuối cùng của giải. Thứ bóng đá chúng tôi trình diễn sẽ là niềm tự hào của cả Indonesia. Tôi sẵn sàng ngồi vào ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia."
Trong khi đó, huấn luyện viên Veliza Popov của U22 Myanmar thất vọng nói, đây là trận đấu hấp dẫn cống hiến cho người hâm mộ. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình, nhưng Indonesia là đội tốt hơn và xứng đáng vào chung kết. Chúng tôi đã có những thời điểm chơi tốt và tạo nhiều khó khăn cho đối thủ, không có gì phải xấu hổ. Tôi tự hào và hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Đây là giải đấu mà các cầu thủ Myanmar đã chơi tốt và nỗ lực đến phút cuối. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem. Và đừng quên hãy like và subscribe kênh để ủng hộ cho mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.